Anh em xin chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Nay không đi làm nhở? Đó. Này có mấy anh em ở ấy xuống chơi cả nhà. Tí ở ở đâu? Bình Phước, Bình Phước, Bình Phước. Ở Bình Phước. Đi với hai anh hả? Dạ. Hai anh em bên Bến Tre luôn. Tre hả? Mình mới đi lưới vô luôn cả nhà. Còn đem vô cái này. Tôm tích. Tích khủng luôn. Trời, tôm tích khủng. Tôm tích quá trời, tôm tích. Gần ngoài chơi. Lâu lâu em nó về chơi không có gì hết trơn. Con mới tôm tích. Mới có khoai, mới mực cái kìa. Mực chứ có khoai à. Mực có khoai. Cái này ăn cái đó trước đi rồi tính sau. Luộc mực đi, mực luộc. Mực ha. Mực mình rửa cái xong luộc luôn. Không ngon ghê chơi chín lên mới. Em thấy luộc mực ha, còn có khoai ăn nổi không? Thôi, ít thôi giờ mình làm mực trước đi rồi còn để cá hối với khoai lại. Cây nướng mực không à? Mực luộc đi. Anh này bên Bến Tre mà cũng có biển mà anh chưa về anh làm con mồi mực nướng. Làm mực nướng trước à? Ngày mai là lên YouTube là nổi tiếng luôn. Bắt mực đi luộc nữa nha. Cái cá giờ nhóc của tôi ăn hết tí. Sáng giờ. Thôi cá gì nữa. Luộc giờ mực ha. Mồi này anh em mình cứ đánh lai ra là được rồi. Lúc này chả có khoai nhiều á. Khoai có giá mà. Thôi em Út mời mới trên Bình Phước xuống mà anh Toàn đi. Rồi vô đi. Vô. Mới đi lưới vô tranh thủ về cả nhà. Mấy đứa em nó xuống chơi. Tranh thủ chạy về. Mời cả nhà đi gục. Chú ngàn ký không? Chú ngàn ký mình có hai á. Lúc này cũng rẻ anh. Nó nằm giá 90, 80 thì rẻ được à. Nay còn được có 70 à. Bạn hàng căng vậy chứ nó bung ra là cũng từ giá 100 ăn lên không chứ đâu có dưới. Bán thì cứ bán 150 á. Quen gì bà hàng thì nó bán ra thì mắc rồi, còn mua vô thì lúc nào không rẻ. Em thức trên Bình Phước xuống rồi mời anh ta ăn đi. Rồi vậy em mời cái nói gì thì biển thì đầu tư vậy đó, tươi quá trời. Nay chiều xuống rồi mời cái nhà anh về được chiều. Mấy anh em đang bên Châu Thành là đúng. Xong rồi để cho nãy chọc. Ủa con ghẹ này người ta kêu con ghẹ gì ta? Con ghẹ nhẹ em không biết ăn. Tại đó giờ nó sân chảnh nè. Hả? Ghẹ này kêu ghẹ gì? Ghẹ đó ăn ngon lắm á. Mà nó chưa ăn không ăn. Ông kêu ghẹ gì quên tiêu rồi. Anh vừa 5 ly nè. Không nói mà nhắc môi nữa ly. Mời cả nhà. Anh làm ly đi. Gà cũng lâu gặp nhường dữ là. Chết rồi kiểu này. Làm một tích đó đi. Kiểu này khỏi về về Bình Phước ấy. Nó tài xế này. Từ Bình Phước xuống đây. Nãy giờ em làm mấy con. Này kiểu này khỏi về Bình Phước rồi cả nhà ơi. Ăn tôm tích bự đi tí. Tí em mang về cho vợ với trời ơi. Gói để tôi để bọc tí mang về cho vợ. Có một con duy nhất cả nhà ơi. Anh này được con còn bự con à. Con nhất bự nhất trong đĩa luôn. Con còn một à. Con mà xả đi. Gói về cho vợ. Cảm mừng chứ đi mà không có quà chết. À, mực trứng không ta? Nè. Trứng ra một trứng nè. Nè mực trứng mới đem lên luôn cả nhà. Mới vô không tính. Mày vô nhược mùa anh. Mày nhường cũng hảo mực nữa. Thôi. Thôi vậy. Thôi chưa?
chưa? Còn quá. Vô đi, vô. Vô cả nhà ơi. Chắc này nó còn nóng, hôm nay con nhỏ nhỏ thôi. Ngồi ngồi lại, hôm nay con bự. Anh Tý. Dạ. Ấy. Hả? Trời tự nhiên đi, nãy giờ anh Bảy tự nhiên lắm. Anh Bảy về thấy mực lên Bảy. Thấy không mực lên rồi. Mấy là tại là Thái con chứ. Bảy chém Bảy đâu? Đây rồi, chuẩn đây rồi. Cứ tự nhiên anh như anh Bảy là được. Con ăn à, mà... ngon thì ngon ạ. Mực. Mực thì nó ngon lắm, mới vô mà. Này mình không mổ bụng hả ta? Không mổ bụng nữa, mà trứng không à. Trứng không à. Để nó về nó ngọt. Cái mật á thì để ăn nó ngọt. Nó đen, đen. Nhưng mà đen, đen, nó đen. Nó ngọt. À, nó mát quá. Những người họ nhầm họ kỹ họ nó đen, chứ mà người họ ăn là họ lấy mật ra họ không ngon đó. Rồi. Phải rồi. Biết ăn mà lấy mật ra là ta nói mà không ngon. Với ăn cái mật này cũng mát dữ lắm rồi. Mát. Mật á, mật á. Với ăn cái này còn mấy ông bao tử lỡ lỡ ăn mặt đen đen vô nó đen nó vinh nó che bít lại cái bao tử. Không? Nhưng mà thiệt không? Vô. Toàn. Mật này vừa lại. Mời cả nhà. Ăn mật này đó. Là từ nãy giờ xuống người ta là mới lên là anh đã làm được hai con rồi. Hai con rồi. À. Con nướng con một con nướng với con ấy. Con nướng với một con luộc. Nãy anh thấy ngon quá anh quá nướng còn trước. Không mà nướng nó thơm mà nó ngon lắm. Nhà. Không rồi. Ngán ngán cá rồi chị mình ăn thịt gà cả nhà. Ở chợ anh Tàng là thịt không có được con cá đâu. Đúng rồi. Đem thịt xuống đây ta đổi đi. Gửi thùng thịt về đây cái người ta gửi thùng cá lên. Thùng thịt với thùng cá vậy. Cứ trao đổi gì đi. Con thấy một cái vậy. Vô nó trứng mà thấy nó ngon không? Đấy. Ừ. Vậy mà thấy trứng nếu mà thịt ngon thì tôi gửi cá ngon, còn thịt dở thì tôi gửi cá đói. Mời cả nhà. Lâu lâu mới về đây. Nhường làm lại đây. Còn cũng hảo cái này đúng không ạ? Không không làm đấy. Không. Thằng Đại đến bãi. Thằng Đại, Đại thì trời nói, có nãy thì nó thử nó ngon. Thì đó ngon. Đi nướng. Thì đó, nướng. Không quá, anh ăn nướng gì nên nó không ớn bằng anh luộc á. Luộc anh ăn mau ớn nướng. Mau ngán hơn. Ngán thì ra nó ớn. Người thì nó ngán, người nó ớn. Anh luộc, anh nướng ăn một cái thơm là miền Tây. Phải rồi. Rồi nó thơm, người ăn miếng thơm nữa. Nó khô một nó ngon hơn vậy. Có gì đâu mà ngon mà nướng. Nướng là ngon rồi. Mỗi bà chị này từ nãy giờ bà cứ gác nào gác trên này kiếm ăn thôi. Ăn này chắc tí đến răng quá à. Chung để nguyên mực á thì ăn thì nó thấy nó đen. Đen dơ nhưng mà cái ngọt lắm. Rồi mà thấy người ta luộc được. Mới người ai bắt lên người ta đâu mổ xẻ gì đâu người ta bỏ người ta luộc không. Đâu có làm. Có cái mực cào hoặc mà mực đóng đáy á cái này là mình phải làm kỹ tại vì nó vô ba con trong này nó vô là cá nhiều khi sâu đồ phân sâu với nó cái mấy cái tua nè đúng rồi nó mà cái này nó dính vô cái này là gọi mực trứng á mực nang nang mực nang nó có trứng chứ mực trứng em anh có bằng này nọ xíu này không à nhưng mà đâu phải mùa nào cũng có đâu nó là tiền theo mùa nó có nữa. Đấy rồi, nó thì cái này rồi. Mình còn mực lưới á là lên nó dính nó có đơn chiếc của mình nó à. Cái mực đóng đáy, nó sạp. Mực đóng đáy là đâu phải là mực, đó là bạch tuộc. Không, cũng mực này. Hả? Có vô này hả? Ừ. Mực lưới như bộ. Mực lưới nhiều loại lắm. Sao mà đa đánh lưới ba mà dính mực này. Không mà thấy sao tự nhiên nó đeo cái, theo cái, rồi kia nó bọc tôm lưới. Cái chân nó ngắn rồi này là mực. Cái con mà dài là con bạch tuộc gì? Ừ, phải rồi, mấy con đó là mấy con bạch tuộc. Là cái chân nó ngắn rồi này là con mực. Chân ngắn này là con mực lùng. Chân dài là con mực cao. Ý là trong kia là gà đây. Ủa, đồ mất chỉ gà. Ý là gà thịt với lại gà ấy nhỉ. Gà thịt với gà ấy á. Người ta gọi là gà 1 ký, gà 52 ký á. Thôi mời anh Toàn, mời cả nhà nha. Chịu. Cái
mà tuột nó có hai là thích cái loại mà tua dài á, ăn nghĩ nó không có giòn mà tua rắn. Mời rắn mà cắn nhỏ là giòn dữ vậy. Phải rồi. Mà con tua rắn là anh phải cho nó vừa chín nó ấy thôi nó mới giòn. Mà nó lại mắc hơn con tua dài nha, mà nhà người họ khoái ăn con tua dài nó ngặt vậy. Mà mình ăn thấy con dài, tua dài nó dai. Con tua ngắn thì nó giòn. Vậy. Vậy về đi đi biển mới về mệt mệt uống mấy ly thấm à. Còn cái này này là gì anh? Này là cái mực nang. Này cái gì anh Toàn? Mà nó bự trứng á, trứng á. Nó bự vậy nè. Cái này nó dài, bự nó dài. Gan là cái mực gan, cái gì nữa, cái trứng là nó ấy rồi. Cái gì mà hai cái gì kỳ vậy? Mệt á. Trứng mực. Cái mỏ tha son hả? Ta tha màu đỏ này, tha màu đen. Không, cái này nó cũng tha son mà tha son nồi. Son nồi, cái này giống lọ nồi. Cái này để nguyên mình đi lưới vậy không dính mực ống ha. Thì bây giờ mình cũng có mà ít lắm. Ăn thì mình không có cử thử đây. Nào để Tết về đây anh Toàn có chạy nữa. Đi theo bực bóng đèn công mực. Công mực. Không đây làm gì có. Anh đâu có nào ngoài biển đâu mà câu mực chạy hả? Chạy liên tục. Không, chạy không, không, bà đó bà. Không tí câu mực hay là về câu cái môi. Quá, hay là cho chó ăn gà. Hay là cho cá ăn. Anh mà đi không được á, mày đi được không? Phải rồi, nói chứ dạ. Dạ, ám rồi, em chưa đi sao biết được. Đâu có ra mãi bữa một chạy vô luôn. Hôm nay bữa cũng lội đi theo nó, ý mà cầm này đưa em vô chỗ nào cũng được. Vậy nó nếu mà nó say sóng nó khó chịu. Ngày sóng khó chịu lắm. Bước qua Bến Tre. Say rượu nó dễ chịu hơn say sóng nha. Ừ. Mình nói thậm chí cái mất đá ỉa không được luôn á. Nó thiệt luôn á. Hỏi ông anh này. Mình đứng tiểu không được. Hỏi ông anh này. Đứng tiểu đứng được á. Vô tới vào mình tiểu được. Phải rồi. Trung hầm mà tiểu tiểu không được á. Thấy chơi đâu. Đòi bằng được đi biển thì không? Mấy ông ấy bảo là đi ghê không thể không được nè. Đi bằng được. Đủ thứ lắm. Ngày ngày không có chịu lắm. Kêu ông già mà lăn lăn ra nhà này. Cái chừng nó ói một cái là nước vàng luôn. Ghê. Nó nói bể mặt rồi. Thậm chí mình trong bụng mình không còn có gì để máu ra luôn á. Xong á. Cạo cạo. Ý là giờ ra tới cái cửa biển là chưa thấy cảm giác ra tới ngoài kia nó phải lên lên vậy đó. Đúng không? Phải rồi. Anh đi lần đó là biết rồi không? Đứng kéo không à. Mày tới chừng ăn á thì bắt đầu xé mì gói đó. Đứng không à. Mày ngồi xuống thì nó ói. Nằm không được luôn. Ngồi xuống thì đi đi không được. Nói chung biển cũng cả năm mấy năm ngàn mà đi dưới đèn á. Lưới ba có nè. Lưới sĩ có trăm gần. Ủa anh sao con là em anh có con nó không có cái mai này có con có nó sức ra. Sức ra rồi. Gì vậy, lấy ra. mình lột á, mình lột chín quá là nó quay ra nè. Lột chín quá là nó bung ra hả? Bung lên á. Có con nữa, có con nó không? Mình cạo á. Được á. Không, cạp trong này ăn được. Cạp ăn được. Ủa, nó trị bao tử á. Trị bao tử cũng hay lắm á. Cái này nó mình xôi nè, này nó mình xôi. Nó á, nó mình xôi á. Lúc anh có con có con không. Nó giống như mút vậy con vậy. Con cái. Mút á. Con đực con cái. Mực thì nó con đực con cái anh cũng không biết. Nhớ hồi đó mà còn cửa biển này nè. Nó tắt vô nè, nó dài dài vậy nè. Mực á. Mực nang này nè, mang bự dài lắm. Dài luôn á. Mực này em tưởng bự cỡ này là to nhất rồi chứ. Đâu có. Bự lắm. Dài vậy nè. Cái nang nó không mà dài vậy là con mực biết vua lớn rồi đó. Mực này nó làm khô luôn nè. Đúng rồi. Mực này nó làm khô luôn. Mực này ít làm khô, mực gai ra. Gai mà ăn nang nang bự á. Cái con mực này nó làm khô nó bự cỡ này à. Mày trong này con nào cũng làm khô. Em nói vậy là một chừng mực lá rồi. Nó khô rồi. Chừng anh nói mực lá đó, mực lá nè, chứ mực ống nè. Lá nhỏ, anh nói vậy là mực lá nhỏ rồi. Không có mực gai nữa, mực gai cũng làm khô. Làm khô ý mình là nó bự. Nó bự. Loại nhỏ vậy đâu có ai. Loại nhỏ làm mực nào cũng làm khô được. Miễn sao hơi nắng nó khô là nó khô. Hay đó. Giờ lấy hỏi mực nào làm khô được. Thế em là mực nào làm khô được. Thôi nhưng mà con mực này là mình lột rồi không có làm khô được đâu. Phải rồi, con mực này lột rồi không có làm khô được. Chuyên nghề con nào cũng trứng từng lần này trứng. Con mực này vô bộ trứng mà. Mới bắt lên là mình sẽ ra mình làm khô luôn. Phơi trên lưới là mau khô. Trứng ngon lắm. Mùa này không có cá kèo anh Toàn. Có đóng đáy đâu cá kèo. Mà chắc đợt này thổi ngay nước đóng đáy à. Mùa
chạy nước mình được này, chắc không có chạy cá kèo. Cá kèo mà chấm nước mắm me nếu còn gì bằng. Về đây em chỉ khóa kèo bụng bụng á. Ăn chấm nước mắm me. Mà làm cũng có kèo ăn Tết mà. Có. Đường nào cũng có kèo ăn Tết luôn á. Đợt năm ngoái về dắt hải sản luôn á. Về năm ngoái về dắt Phi ông Út cũng bài ra. Ở dưới đây thì một là cá kèo, hai là cá khoai. Ba nữa thì cá hố. Cá. Nói chung là Tết này lúc nào cũng khô rồi chứ. Khô. Khô cá hố, cá kèo, cá khoai. Tết nó khô với cái gì nó mắm me lạnh sao. Khách lại cái mình trưng chiên giữa khô là cái nó đi còn giữa khô đem vô đậy lại đứng bắn me được ai gì lại ai đem ra vậy đó còn cái ba cái thịt thà mút mỡ không cho được ông anh mình một á là khô hai nữa là tôm khô chỉ nhiêu đó à trên bên gọi là mã hồi tôm khô củ kiệu tôm khô củ kiệu cứ dọn ra nhiêu đó nữa. Nói chung ở dưới quê thì nó vậy đó không vậy mà nó ngon à tại nó vậy chứ năm nay mình ăn Tết lớn không tí dạ năm nay mình ăn Tết lớn bình bình nó năm nay là chờ anh về ha năm nay em mang về cho 2 kg khô nai khô nai à khô nai phải cái gì nai với chiên bầu rượu trăm nghe khô nai với rượu trăm có khô trâu á cũng ngon khô nai giá mà anh nhường chưa ăn khô nai khô trâu gì bữa hỏi anh tính cho 5 con trâu đó khô trâu là Tây Bắc Tây Bắc nhưng mà nó không, khô nai là khô nai Campuchia luôn biết rồi là, nhưng mà khô trâu cũng ngon lắm là khô nai không nếu mà Tây Bắc là trâu gác bếp đúng rồi trâu là khô bếp. Trâu nó trâu. Cũng có trâu gác khô trâu mà có luôn à trâu gác bếp là do mình không biết trâu gác bếp là của Tây Bắc á đúng rồi không trâu gác bếp này rồi cũng không biết luôn của dân tộc cũng ngon lắm nó cũng ngon không nhường thì nó gần bữa đi làm bạc với kia ông kia ông đãi nguyên cục kia nè cũng ngon lắm châu châu á khô trâu á ổng mua đâu cũng 1,000,000 đúng rồi ở trên Tây Bắc là khô dạ, ông đem ăn đãi rồi ăn với mắt kháng ăn cũng ngon hết mắt kháng mắt kháng là ở trên Tây Bắc thôi có chứ ngoài ra ở vùng như này không biết mắt kháng đâu đúng rồi đâu biết mắt kháng không biết mắt kháng là gì đâu mình cũng chưa biết luôn mắt kháng nó giống như anh là chỉ biết mắt lé chạy tản chạy gần trong kia chạy qua bên ấy đi một hai nhậu nó đó thịt lợn giỡn 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 đây nè ông đổi dụ màu bén là như tông đổi thịt rừng nó đem về đây đây ông đổi cái gì tao đổi trong luôn á thì đã nói là mang con nhím xuống dạ nói bây giờ gửi mồi ngon á gửi thịt rừng cái rảnh về đây tao đóng cá lên tao đem cho cứ vậy đó à trao đổi đi trao đổi hàng quá yêu cầu mày gửi con nhím gì đây mày kêu tao đóng cái gì tao cũng nói nhím mà nếu mà nhím mà nhím sống không có nhím nhím mấy thôi mần rồi nhổ lông rồi đóng thùng thì được ừ. Chứ còn nhím sống mà thì mình mần rồi mình đóng thùng bình thường ta đâu ta đâu có cần yêu cầu nè nhưng mà con nhím nha đừng có lấy con khác cho nó đóng thùng nha nói chung là nhiều lắm chợ anh dân xứ rừng trong bộ chia mà mời cả nhà cái đâu hả trên miền phương ừ ngủ sao? Trước đi gì rồi ấy không có giờ đi nữa mấy ông này đó là chạy bển luôn về đâu mày đi thằng miêu chạy nữa nằm nghỉ chút rồi đi để thằng tăng đi đi không có sợ mình xe chạy không sợ xe cây của mấy ổng mà cần gì sao mai để cho ông về kéo xe về làm con lên mày em muốn đi anh toàn xin tới anh nữa chứ cá năng lá tròn hết luôn mình nói là heo cãi thiệt để lại tính cãi nữa nhìn em sao đó à. Mà em nói phải ơi cãi à. Phải nghe là phải nghe cho kỹ lớn cái gì cãi vậy là hôm nay còn nhỏ xíu tuổi mà dạ nhỏ mà nó nhỏ nhưng mà có vỏ đó xíu chứ ngán chứ người trời không anh bảy lớn á chứ anh bảy lớn hơn em quá anh sao hết anh nói em nhiêu à tại cô nói chung là cũng thương gió cũ rồi trai vậy đó anh bảy anh bảy năm nay chắc ở 48 anh bảy lớn hơn toàn á không anh chắc ở 45 cho nó nữa nói là trúng thôi anh nói xương gió cũ rồi trai nha đi biển Hà Nam á nghe anh em mình anh toàn thì bốn cỡ bốn lần rồi nghỉ bao lâu rồi hả? Nghỉ này tháng chừng 2 năm 10 năm 10 năm nữa là 30 tuổi rồi 20 năm với 10 năm nữa là 30 năm rồi đi hồi 5 tuổi
tàu có 5 tuổi nào đi biển. Bốn mấy á. Thì bốn mấy chứ đâu có ít nữa, ảnh về bốn mấy. À mình nói đại 43 nè. Không 43 nhỏ hơn tàu sao? Nhỏ hơn ảnh nhiều. Không. Nó 41 mà. Vậy. 41 nhiều. Tại vậy á. Anh đón em 48 hay 548 là em đó. Anh đón ít á, người ta đón em năm mấy không á, 56 không á, 51 không á chứ. Vậy là em lầm à. Bảy năm nay nhiều. Vậy là Phương dậu năm 41 nhiêu. Có dấu không? Không, tại tụi tác thì đầu dấu phải làm gì nha, mà đi làm đầu dấu. Không à, dậu năm nay 53 nha. Mà anh dậu lớn rồi ông ơi. 41 53 phải rồi. Ừ. Sao nhìn anh già vậy? 41 gặp 53. Ủa dậu 78 hả? Đâu có dậu 82 mà. Dậu đâu 82, dậu 7. Đó, dậu 82. Rồi, đâu có dậu 80 hả? Ê, 82 là tuổi tức. 81 vậy 81. Dậu là 81. Ừ. Ừ, tôi thân là 82. Ừ. Thân 80 chứ. Vậy là anh nhỏ hơn em. An tâm tích thì khỏi lục vỏ. Xương mắm. Cạp lại ra dậu 82 à? 81. 81 là tuổi dậu, vậy là 82 tuổi gà. 82. Tao hai tuổi chó. Chứ em nói 84 hay 82 gì đó thì một cái tuổi dậu tuổi gà thôi. 81. Con này tên tức tên gì con? Tức là 82. Kêu đốm thôi chứ kêu gì? Ờ, nó đốm mà đúng rồi. Ừ. Bị nó con này cái nó ốm nhưng chó này mập cái còn nó cái tướng nào thấy. Ừ, chó này nó không mà khôn lắm nha. Ngồi gãy gãy chân à. Chó nó ăn là nó để chân cái gác nó mà thở hoài. Ở nhà có con chó vậy. Con này à, mà nó chó cái nha. Hồi đó nó đẻ được hai lứa đầu ngôi, lứa sau cũng bự nó cái kiểu mà nhà tại mà đâm chuối á. Mà cột cái này không có thời gian chứ không hổ hành không đắt gì đủ hà cả phun gì trên mũ mắt, mắt cái đục đục cái thời gian sáng mai rồi anh em đi chơi. Bây giờ chả năng rồi, chó cái giờ năng mỗi lần em có thêm về là nó còn cá. Còn muốn đứt xích. Kiểu này cái nước hào đâu ăn. Chó đúng là con chó. Không đợi gần tới nè em về sắp xếp anh em mình đi câu cá này kia nha. Chứ lục hào. Ừ. Câu là cả mất luôn. Không được. Trời cần câu lúc nào cũng có trong đó. Cần đó coi như mình để đó chứ để câu câu thì nháo. Câu không được hiểu không? Nghĩa là câu con việc cho. Nhưng ý là nó câu không bao giờ được cái đó, người ta câu có cá về chứ nó câu không được con nào. Không xác cá. Biết đâu. Biết đâu rồi đó anh sao? Ờ. Biết đâu bữa đó cá nào cũng đuôi mát chạy ra con. Giờ cũng muộn rồi, giờ xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau.